Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video của Arika. Ở video này thì Arika sẽ review về cái vị thế của thị trường trong trước phiên giao dịch ngày 9 tháng 3 năm 2020. Khi mà mình view qua biểu đồ kỹ thuật thì sẽ chưa có đề cập tới các thông tin về chính trị xã hội cũng như là kinh tế thế giới vào đây, mà mình mới chỉ đề cập tới các vấn đề về diễn biến giá trên thị trường mà thôi. Ở trong cái chỉ số VN Index, zoom cái đoạn giai đoạn gần này lại, thì chúng ta thấy là VN Index đang quay về cái vùng sideways và có một cái vùng của đầu tháng 1 năm 2019 là 861,85. Thì hiện tại là VN Index đang xoay quanh vùng 897, 878 và 861. Thì hiện tại đang ở 891. Vậy thì cái vùng sideways đang là 878 đến 898, và cũng có xác suất rất là lớn tới cái việc là có thể bị rơi xuống vùng 861. Đây là trong cái kịch bản là diễn ra êm xuôi, không có những cái yếu tố xấu, yếu tố tiêu cực quá. Từ nền kinh tế thế giới thì diễn biến theo thông lệ thông thường thì sẽ là sideways trong một cái vùng biên độ khá lớn, là vùng 897 đến 861. Trong vùng 30 điểm như thế này là dao động sideways lên xuống vài chục điểm vậy để tạo thành đáy ngắn hạn. Đấy là trong trường hợp bình thường. Thế còn chúng ta chuyển qua một chút về biểu đồ tuần. Biểu đồ tuần cũng vậy. Biểu đồ tuần thì VN Index đang được hỗ trợ tại cái đường 870. Và đúng rồi, đang được hỗ trợ tại 870. Và cái vùng cản khó là vùng 1/2, vùng 900. Đấy, thì đang có những cái phần khó như vậy khi mà chúng ta xem biểu đồ tuần. Còn xem biểu đồ tháng thì xem biểu đồ tháng của VN Index thì chúng ta thấy rằng là cái cây nến của tháng 2 thực sự đang khá là xấu. Của tháng 3, xin lỗi. Cây nến diễn ra từ ngày mùng 3. Từ ngày 2 tháng 3 thì cái cây nến tháng 3 đang có những diễn biến khá là xấu, khá là nặng nề. Để mình xem tới phần khối lượng này. Đây thì hiện tại cái vùng tháng 3 của chúng ta mới chỉ bắt đầu được một tuần lễ thôi. Tuy vậy cái diễn biến giá của tháng 3 đang cho thấy một cái sự xấu, rơi đỏ, và ngoài ra còn có một cái khoảng gap từ 937 tới 910. 910 tức là có một khoảng gap 20 điểm mà khó lấp. Đóng cửa tuần trước đang ở mốc 882 và chưa thể hiện cái nỗ lực lấp 20 điểm gap, và cái khối lượng mới chỉ trong vòng một tháng mà một tuần cho một tháng mà khối lượng đang rất là thấp. Khối lượng đã gần bằng cả tháng 2 rồi, khối lượng đã gần bằng cả tháng 2. Gần bằng tháng 12. Thank you.
chưa thấy nhảy sang đô thị mới. Lẽ ra là nó phải chạy được một ít rồi. Tuy vậy cái đô thị này vẫn cho thấy được là diễn biến giá đang rất là xấu, và cái khả năng nó giá theo biểu thụ tháng thì vẫn có thể rơi thêm, rơi tiếp và có thể rơi mạnh xuống cái vùng 812-820. Rất có thể là như vậy. Và đồng thời với cái việc là rơi thì khối lượng cũng sẽ gia tăng đột biến, khiến cho thị trường sẽ trở nên khó khăn hơn. Đó là cái vùng xác suất khá cao trong cái việc diễn biến giá tiếp tục xấu đi. Tiếp đến thì ngoài ra chúng ta sẽ xem một cái vùng biểu đồ phân tích khác. Tức là trong đây vẫn là biểu đồ thể hiện của VN Index, và hiện tại chúng ta đang ở mốc 876. Tức là ở đây cái việc chưa cho cái dấu hiệu đảo chiều. Để mà đảo chiều được trong cái vùng này thì cần lên được vùng 900 thì mới cho được một nốt đảo chiều. Đấy, tuy vậy là hiện tại VN Index vẫn chưa vượt một cách chắc chắn vùng 898. Do đó là việc tiếp tục rơi về vùng 850 là có khả năng rất khả thi cho VN Index trong xác suất rất cao. Còn nếu mà thủng cái mốc 850 thì khả năng lớn là VN Index sẽ rơi về vùng 800-802. Cái vùng 802 802 tức là VN Index có thể sẽ rơi thêm khoảng 7-8 điểm. Đó là kịch bản xấu. Còn kịch bản vừa là VN Index sẽ rơi về vùng 850, tương đương với khoảng độ 33 điểm, 32-33 điểm. Đó, thì hiện tại chúng ta biết rằng là chúng ta đang đứng ở trong cái vị thế khá là xấu nếu mà chỉ xét riêng về đồ thị thôi, rất là mong manh. Mặc dù cái vùng hỗ trợ, cái điểm hỗ trợ 876 là một cái điểm hỗ trợ mang tính ý nghĩa to lớn đối với VN Index. Mang ý nghĩa to lớn là bởi vì nếu mà thủng cái mốc này thì cái việc rơi về vùng 802, thậm chí là 750, đó là một câu chuyện sớm muộn mà thôi, chúng ta sẽ không biết được. Và để mà khi mà bị rơi xuống cái vùng, khỏi cái vùng, tới cái vùng 802 á, thì câu chuyện phục hồi của VN Index sẽ cần rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Đấy, thì đấy chỉ là riêng về câu chuyện diễn biến giá của VN Index. Tiếp đến chúng ta sang diễn biến giá của VN30. Đối với VN30 thì đây chúng ta cũng theo dõi là VN30 cũng có một mới được hình thành cái giỏ chỉ số này từ năm 2012 và đạt đỉnh là 1185. 1185 tại phiên tháng 4, 11 tháng 4 năm 10 tháng 4 năm 2018. Và sau đấy thì rơi xuống cái giai đoạn điều chỉnh. Giai đoạn điều chỉnh. Và hiện tại chúng ta thấy là VN30 cũng đang dao động ở những cái vùng hỗ trợ của hơn một năm trở về trước, vào vùng tháng 1 đấy. Đó, tuy vậy là đã có một lần VN30 đã nháy xuống vùng 804 rồi. Cái giá thấp nhất diễn ra ở phiên ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 với mức giá thấp nhất là 803,73. Và hiện tại thì VN30 đang dao động sideways ở vùng 830-23 cho tới vùng 850. Thì đang dao động sideways ở như vùng đó, và chúng ta chưa biết được rằng là có tiếp tục phá vỡ cái mốc hỗ trợ 803 hay không. Chúng ta chưa biết. Đấy, nhưng mà đang tích lũy sideways ở như cái vùng này với biên độ rất là rộng nha. Biên độ ở đây là từ 823
cho tới vùng 850. Đồng thời cái support, cái đường hỗ trợ rất xa của VN30 chính là điểm 804, 803,73 đấy. Ở đây là có một cái nến, cái nến Doji Dragonfly. Đó, thì đây đang là điểm hỗ trợ rất xa, tương đương với 30 điểm rơi của VN30. Còn đối với chúng ta xem theo biểu đồ week nhé, nếu mà chúng ta xem theo biểu đồ tuần á, thì cái việc hiện tại trong 2 tuần gần đây VN30 index rất là xấu khi mà xảy ra một cây nến đỏ rất là dài, cái thân nến rất dài. Thân nến đỏ rất dài và khối lượng cũng không có giảm đi. Đồng thời cái việc phục hồi của cây nến tiếp theo á, không có cao, nó rất là ngắn, chưa đạt được 50% của cây nến đỏ, tức là chưa vươn lên được vùng 848. Nếu mà chỉ dao động loanh quanh ở vùng từ 827 tới vùng 835 đó, thì cái việc là không thể đi lên, trong cái việc sớm mất, không sớm đi lên, không bứt phá được cái vùng 848 thì cái khả năng sideways để tiếp tục rơi của VN30 là rất cao. Đồng thời chúng ta xem theo biểu đồ month, tức là biểu đồ tháng, thì hiện tại đang tạo thành một cái nến hình con quay. Tuy vậy cái nến này có thể thay đổi khi mà bước sang tuần sau. Giá có thể rơi xuống và ở đây báo hiệu một cái vùng Bollinger Band á, đang co thắt lại như thế này. Thì khi mà chạm vào cái vùng này á, có hai kịch bản có thể đi lên, có thể chạm xong rồi sẽ đi lên. Tuy vậy đối với cái việc là Bollinger Band bị co thắt như vậy thì mở ra một cái vùng ngoác ấy, vùng cái phễu, vùng phân kỳ rất là lớn, thì VN Index 30 có thể trượt dài theo cái đường Bollinger Band. Đường Bollinger Band cũng sẽ điều chỉnh dần và mở rộng ra rơi xuống cái vùng 700-750 này. Đó, thì mặc dù kịch bản xấu này không ai mong chờ cả, tuy vậy là đối với cái mô hình như thế này thì cái xác suất mà diễn biến cái giá của VN30 Index, cái chỉ số này đi di chuyển xuống cái vùng 750 kéo theo cái sự điều chỉnh của Bollinger Band ngoác ra thì đấy là một cái phần xác suất khá là cao VN Index có thể xảy ra. Do đó là mọi người đối với trong cái tình huống này, xét về cái mặt đồ thị thôi, chúng ta đã không nên giải ngân rồi, không nên giải ngân mà phải chờ thêm. Một mặt khác thì chúng ta sẽ soi theo một cái loại hình đồ thị khác, và cái view nhìn từ 2012 tới nay thì hiện tại là chúng ta đã bị rơi qua được một cái mốc cản ở như vùng 862 này. VN30 bị mất mốc 862, đây là một mốc vô cùng quan trọng trong diễn biến trung hạn của VN30, và tiếp đến đang rơi thủng cái vùng 838,86. Đây là một cái hỗ trợ căng ngang rất là quan trọng. Cái lực đỡ này là trong vòng tích lũy tầm 1 năm á, nhưng mà chúng ta đã để mất cái mốc 838,6 rồi. Bị mất cái mốc này và đang tiến tới vùng 810. Đây cái vùng 810, tức là khi mà mất cái mốc này và cái phiên hôm thứ 6 hai phiên cuối tuần á, là cố gắng kéo để vượt qua được cái mốc test lại mốc 838,8 đấy, nhưng mà cuối cùng là không thể giữ được, đóng cửa 831,97 mà. Thì cái việc là không thể giữ được cái mốc 838,86, do đó cái việc là tiếp tục thị trường tiếp tục dò đáy, và cái đáy gần nhất
tức là cái điểm điểm thấp gần nhất mà mới có hỗ trợ ấy, là 810, 810,2. Đó thì cái khả năng VN Index rơi, VN30 có thể rơi về vùng 810 là cao, rất cao luôn. Và khi mà thủng cái mốc này á, thì cái khả năng sẽ rơi về 774. Đó là những cái kịch bản mà VN Index có thể xảy ra. Ngoài ra thì chúng ta kết hợp cùng với lại những thông tin mới nhất của diễn biến virus corona. Như các anh chị và các bạn cũng đã tìm hiểu những cái diễn biến cực kỳ mới, không chỉ ở châu Âu, không chỉ ở Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả châu Mỹ nữa. Mỹ cũng đang tăng trưởng lên cấp theo cấp số nhân này. 2-3 ngày trước đang là 200 người, bây giờ đã lên hơn 400 người, gần 500 người rồi. Và ngoài ra cái diễn biến nội tại trong nước mình cũng cũng cực kỳ là gay gắt khi mà phát hiện ra một ca số 17 của bạn tên Nhung đấy. Thì cái việc là bạn ấy đi máy bay và trên chuyến bay đấy có khá là đông người và toàn là những người có mối quan hệ rộng đấy, và bạn ấy trú ngụ tại Hà Nội, có rất nhiều người lạ. Thì cái khả năng mà người ta vô tình đi gieo mầm bệnh là rất cao. Do đó là cái thiệt hại về về kinh tế trong trong riêng đất nước Việt Nam mình đó là lại gia tăng thêm. Arika lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ như là khi mà tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước mà ổn á, thì mọi người sẽ an tâm đi lại hơn, và cái việc du lịch nội địa cũng sẽ cố gắng hơn, tức là mọi người cũng sẽ vẫn thận trọng nhưng mà mọi người vẫn dám đi du lịch. Tuy vậy, nếu mà trái tim, tức là Hà Nội bị nhiễm virus corona với một cái nguy cơ rất cao, cao hơn rất nhiều, thì việc cái lưu lượng mọi người đến Hà Nội hay từ Hà Nội đi ấy, sẽ bị hạn chế rất nhiều, và các hành khách quốc tế đến Việt Nam cũng bị giảm rất nhiều, bởi vì nguy cơ trong chính nội tại của chúng ta bị tăng lên. Riêng cái việc dòng tiền nó bị tắc trong nước, quốc tế tắc là một nhẽ nhé, mình đã bị thiệt hại từ cái việc là tắc từ quốc tế rồi, bây giờ mình lại tiếp tục bị bế tắc ở như cái dòng vốn xoay chuyển ở trong nước nữa, và các cái hoạt động kinh doanh sản xuất sẽ bị ngừng trệ, sẽ có nhiều ngành nghề bị ngừng trệ nữa, thì sẽ đem ra một sẽ gây ra một cái hậu quả rất là lớn lên lên kinh tế của Việt Nam. Do đó, tức là cái thông tin tiêu cực từ 2 ngày cuối tuần nhiều hơn là những thông tin tích cực, thì do đó cái kịch bản mà đi theo cái chiều hướng xấu á, thì lại càng có xác suất cao hơn. Đấy, thì hiện tại thì đối với cổ phiếu thì mọi người có thể chắc là sẽ phải phải chuẩn bị thêm vốn để chờ khi nào thị trường ổn định thì chúng ta lại giải ngân thôi. Còn hiện tại thì chúng ta không nên giải ngân thêm một chút nào. Ta chỉ đứng đấy mà theo dõi thị trường thôi. Ở đây mình có ghi lại các cái diễn biến của virus corona trên trên toàn thế giới ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Thì bây giờ hiện tại tổng các quốc gia trên thế giới đang mắc phải 26.821 ca và tăng 23% so với ngày 7 tháng 3. Ngày 8 tháng 3 tăng 23% so với ngày 7 tháng 3, và cái tốc độ này đã tăng rất là nhanh so với ngày 7 tháng 3 mà so với mùng 6 tháng 3. Và các bạn để ý là virus corona thì nó sẽ có cái sự lây nhiễm theo cấp số nhân. Nếu mà chúng ta không không đóng băng, không 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 be lại được, thì cái việc lây nhiễm ngày càng tăng. Ví dụ hôm nay là 23% thì mai có thể là lên 30% đối với toàn thế giới. Và ngoài ra cái đợt này cái lần bùng phát dịch này diễn ra ở nhiều điểm
nhiều ổ dịch trên toàn các lãnh thổ, các châu lục, chứ không phải là nó co một chỗ như là Trung Quốc. Và cái năng lực phòng chống bệnh và xét nghiệm bệnh ở các quốc gia là khác nhau. Cái cách thức cách ly của các quốc gia đang không đồng bộ, và do đó cái việc mà cái tỷ lệ gia tăng này sẽ không đồng bộ được như là Trung Quốc. Chúng ta sẽ có thêm rất nhiều bất ngờ trong cái con số mà gia tăng hàng ngày đối với con số tổng toàn thế giới. Đó. Rất có thể mai sẽ lên cái việc gia tăng là 30% hoặc là 25%, cứ mỗi hôm mà gia tăng như vậy là rất khủng khiếp. Và hiện tại thì chúng ta vẫn, thế giới vẫn chưa có phương pháp nào để đối phó triệt để với virus corona cả. Và cái việc này sẽ khiến cho cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không sớm thì muộn thì sẽ tiếp tục bị tổn thương nghiêm trọng. Và chúng ta chưa thể dự đoán được là khi nào thì kết thúc. Tương tự như cái việc là chúng ta đi dò đáy của thị trường, không biết thế nào là đáy. Chúng ta chỉ biết đáy sau khi thị trường đã đi lên mà thôi. Đấy, thì chúng ta cũng chỉ biết là đỉnh của dịch xảy ra khi mà chúng ta đã dập được dịch rồi, thì chúng ta mới biết được đâu là đỉnh của đợt dịch đó. Và thì hiện tại tất cả các thông tin đều đang rất là khó để đưa ra quyết định. Mình view qua một số mã trong VN30, ví dụ như Vietcombank thì đang rơi như thế này khá là, mặc dù là trông có vẻ nhẹ nhàng đấy, nhưng mà cái biên độ của nó rộng quá, biên độ rộng quá, chưa biết thế nào. Tiếp đến là BID, vì là thứ sáu tuần trước á, một số mã ngân hàng được kéo lên, trong khi đó khi mà chúng ta đánh giá về tác động liên quan giữa các ngành với nhau á, thì khi mà dòng tiền bị tắc ở một số ngành, sau đó sẽ kéo theo tắc, ví dụ tắc ở ngành vận tải hàng không, ngành dịch vụ hàng không, ngành du lịch đó. Và ngoài ra là một số cái điểm khi mà bị cách ly đóng băng toàn bộ sản xuất kinh doanh á, thì ví dụ như Trung Quốc mà dừng thì cái việc cung cấp nguyên liệu đi toàn bộ thế giới hoặc là các sản phẩm linh kiện đi toàn bộ thế giới cũng bị tắc. Đó, thì cái tắc từ cái phạm vi Trung Quốc đó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là tắc nghẽn, bị gián đoạn kinh doanh sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam chẳng hạn, hoặc các nhà máy ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và cái việc tắc nghẽn đó, gián đoạn kinh doanh đó sẽ dẫn đến cái việc tắc cái dòng vốn thu nhập, cái thu nhập ấy, thu nhập lương của người dân của các quốc gia. Trong đó thì Việt Nam chúng ta cũng có, tức là công nhân có thể sẽ bị nghỉ do thiếu nguyên liệu này. Và như thế thì cái nguồn thu nhập kém đi này, nguồn thu nhập kém đi sẽ dẫn tới cái việc là tiêu dùng sẽ chuyển sang tiết kiệm. Và khi mà tiết kiệm thì một số ngành đang sản xuất tốt đẹp ở Việt Nam tự nhiên không bán được hàng, và như thế là họ bị tắc cái dòng tiền, bị nghẽn dòng tiền ở đấy, bởi vì không bán được hàng thì doanh thu sẽ bị giảm. Và như thế lợi nhuận, không nói đến lợi nhuận bị giảm nữa, mà ngay cả cái dòng vốn lưu động của họ cũng bị có vấn đề. Và tiếp theo là khi mà mỗi một người dân bị thu nhập bị phá hủy như thế thì ví dụ người ta đi mua nhà chẳng hạn, người ta có một cái kế hoạch trả tiền rất là đẹp trong cái thị trường việc làm rất là đẹp, thì họ có dòng thu nhập đều, họ sẽ trả hàng tháng rất là đúng, rất chuẩn chỉ, thì đó là cái nợ tốt đẹp. Nhưng mà khi mà họ bị tắc về cái nguồn thu rồi đó, thì cái việc là họ trả lãi, trả vốn theo kỳ hạn cho ngân hàng sẽ cũng bị trễ hoặc là bị tắc một vài tháng. Như thế cái nợ mà đang đẹp á, nợ nợ tốt á,
đang sinh lợi cho ngân hàng sẽ trở thành nợ xấu. Nợ xấu và cái khi mà nợ xấu thì sao, thì ngân hàng họ chỉ cần cái nợ xấu mà gia tăng, cái khả năng mất vốn là gia tăng, thì cái lợi nhuận nó sẽ bị triệt tiêu. Thì như vậy ngân hàng không thể kéo dài lâu. Nếu mà toàn bộ các cái ngành kinh doanh khác đang có vấn đề thì ngân hàng cũng không thể nào mà họ có thể lãi trong khi tất cả những cái doanh nghiệp khác đều đang khó khăn chật vật. Và do đó cái việc kéo ngân hàng mà không kiểm soát được dịch bệnh, không chắc chắn được việc sản xuất sẽ được lưu thông trong toàn bộ các ngành khác, thì ngân hàng cũng sẽ gặp vấn đề mà thôi về cái kinh doanh cốt lõi. Và khi kinh doanh cốt lõi gặp vấn đề thì cái giá diễn biến giá cổ phiếu trong dài hạn nó cũng sẽ đi xuống. Đó, thì sẽ tốt cho những người đang có tiền, chúng ta sẽ chờ thời cơ để mua. Và hiện tại đối với khi mà kinh tế đang gặp vấn đề như thế này thì mọi người đầu tư sang cái phần tích lũy là vàng, chứ bất động sản cũng chưa nên mua, bất động sản cũng chưa phải là thời điểm. Vì hiện tại như tôi quan sát thì bất động sản, kể cả nhà đất hay chung cư, thì cái nguồn cung đang bắt đầu dồi dào và cái lượng cầu nó đang giảm, nó đang khó đi hàng. Thì cái việc giá nó có thể điều chỉnh giảm trong những tháng tới là việc khả thi. Những tháng tới hoặc là thậm chí là 1-2 năm tới thì mới có tác động sâu. Đó, thì bà con chú ý nhá, chúng ta hiện tại đang áng binh bất động. MWG cũng đang có những cái diễn biến giá kém tích cực. PNJ thì thế nào? PNJ cũng kém tích cực. Mặc dù giá vàng tăng nha, nhưng PNJ cũng bị kém tích cực, bởi vì là cái dòng vốn nó không đi vào chứng khoán, khiến cho mọi cái diễn biến giá trở nên kém tích cực đi. Thì hôm bài view tới đây là hết rồi. Xin chúc quý bạn, quý nhà đầu tư có một tuần mạnh khỏe trước tiên, và sau đấy là luôn luôn giữ cho mình cái tâm trạng bình tĩnh, ổn định và tập trung vào những cái công việc mà mình đang làm cho là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.